Tôi là Trần Quốc Duật, xin kính chào quý khán thính giả, quý chiến hữu đến với câu chuyện truyền hình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi. Thưa quý vị, chủ đề chính trong câu chuyện ngày hôm nay là Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Và xin được mở đầu với cái chủ đề này qua hai câu thơ của Thiếu tướng Đỗ Kế Gia, một con chim đầu đàn của binh chủng Biệt động quân như sau. Anh hùng mưu sự chẳng nên, cúi xuống thẹn đất, ngước lên thẹn trời. Đã nói lên cái tâm tư của người Việt trong cuộc chiến Việt Nam và sau cuộc chiến Việt Nam và hiện tại như bây giờ. Thì ngày hôm nay trong studio mới của SPTNDC, chúng tôi có hiện diện của anh Nguyễn Cao Nguyên, Chủ tịch Hội Quân nhân Mỹ gốc Việt. Và xin hân hạnh chào anh Nguyễn Cao Nguyên. Xin chào chú, tôi Nguyễn Cao Nguyên, xin kính chào quý khán giả của đài SPTNDC. Thì trong sóng sứ này Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm, thì Cao Nguyên có nghĩ gì về hai chữ Tổ quốc? Dạ thưa chú, Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm đó là những điều của thế hệ chú của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà trong quân đội Mỹ thì cũng cùng ba chữ đó, nhưng mà cái lối nhìn, cái thứ tự của nó lại khác đi. Trong tiếng Mỹ nó kêu là duty, honor and country. Dịch ra tiếng Việt Nam là nó kêu là trách nhiệm, danh dự mới đến Tổ quốc. Thì cũng trả lời câu của chú là chữ Tổ quốc đó, thì theo nghĩ của cháu, của Cao Nguyên đó, thì là Tổ quốc. Thì đối với cháu là Tổ quốc của nước Hoa Kỳ. Còn đối với Việt Nam, Tổ quốc mình là Tổ quốc của nước Việt Nam. Chứ không, đối với cháu là Tổ quốc mình phải nhắm vào. Như vậy là không có kể đến cái làn danh bên Hải. Không kể đến chia đôi giữa Nam và Bắc. Đối với cháu, Tổ quốc của mình là nước Việt Nam. Bằng mọi cách mình phải bảo vệ nước Việt Nam. Thì với cái là một người lính trong cái quân lực của Mỹ, thì cái quan niệm của đối với trách nhiệm của Nguyễn Cao Nguyên đối với Tổ quốc Mỹ, thì Cao Nguyên nghĩ như thế nào? Dạ thưa chú, trong quân đội Mỹ khi mà đeo lon thiếu úy thì mình phải giơ tay tuyên thệ. Cái tuyên thệ đầu tiên của Mỹ là anh là một người sĩ quan, cái việc đầu tiên, trách nhiệm đầu tiên của người sĩ quan là bảo vệ hiến pháp, là nó kêu tiếng Mỹ nó kêu là defend and protect the Constitution of the United States, nghĩa là hiến pháp của nước Mỹ. Vì thế nó rất là quan trọng với cái trách nhiệm của người sĩ quan là bằng mọi cách bảo vệ hiến pháp của nước đó. Đó là vì thế quân đội Mỹ nó rất là quan trọng đến cái chữ trách nhiệm trước, thưa chú. Thì trong cái mình vừa nói qua cái quan niệm về chữ Tổ quốc, thì chú hoàn toàn đồng ý với Cao Nguyên là nói về Việt Nam là phải nói từ Nam Quan, ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau, chứ không thể nói một nửa được. Thì đó là cái quan niệm mà chúng ta phải nhìn nhận hiện tại cái lịch sử của Việt Nam như vậy. Thì còn hai chữ danh dự thì riêng về Việt Nam thì chú thấy như thế này. Cái người phụ nữ đầu tiên và có thể là đầu tiên trên toàn thế giới nữa là bà Trưng, bà Triệu. Bà Trưng, hai chị em đã giữ cái danh dự của người lính và người dân Việt, không để lọt vào tay của bọn Mã Viện, và đã nhảy xuống sông tự tử. Thì như vậy cái chữ danh dự mình ở trong của người dân Việt mình từ xưa đã có rồi, thì bên quân đội Mỹ nó như thế nào? Dạ thưa chú, cái chữ danh dự thì đối với tất cả người Mỹ, người Việt hay là người Mỹ gốc Việt, của tất cả con người, là cái danh dự. Đối với cháu thì cháu chia làm ba phần. Danh dự thứ nhất là danh dự của cá nhân, thứ nhì là danh dự của gia đình, thứ ba là danh dự của tập thể, của đoàn thể. Vì thế cái chữ danh dự đối với cháu, danh dự của người Việt Nam hoặc là danh dự của người Hoa Kỳ thì cũng là cùng một chữ đó. Cùng một chữ. Cùng một chữ. Cùng nghĩa luôn. Cùng nghĩa luôn. Cái danh dự đó mình của danh dự của con người không thể nào mà nó khác biệt được giữa nước Việt Nam hoặc là nước Mỹ. Còn danh dự của tập thể. Vâng, đối với cháu cái sự mà khi mà cháu nói đến cái danh dự của tập thể đó thì mình người Việt Nam trong nước hoặc ngoài nước thì mình vẫn nhớ rằng cái đây là cái danh dự của người Việt Nam. Mình không có thể mà mình khác biệt giữa là người trong nước hoặc là ngoài nước. Cái danh dự, vì thế cái đối với cháu cái danh dự và cái trách nhiệm của người Việt trong và ngoài nước đó, là bằng mọi cách
mình phải tìm cách nào để mình hợp lại nhau, để mình chống ngoại xâm, để mình bảo vệ nước Việt Nam. Chứ không phải mình không thể nào mà mình chỉ nhắm về bảo vệ cái chế độ của mình trước hoặc là chế độ hiện nay. Vì thế, đối với cháu, cái lối nhìn của cháu, ba cái chữ tôn chỉ này, ba chữ tổ quốc, danh dự và trách nhiệm, nó đi sâu, xa hơn là những người mặc quân phục hay là từng mặc quân phục. Cho nên vì thế cháu dịp này cháu cũng khuyên tất cả những khán giả và SBTN trong hay ngoài nước, mình nghĩ đến ba chữ, nghĩ về Việt Nam, cùng nhau tìm cách nào mà mình có thể làm việc được với nhau. Nếu không thì đợi khi ngoại xâm nó chiếm được nước Việt Nam thì lúc đó mình mới tìm cách mình chờ mình bảo vệ nước Việt Nam thì hơi trễ. Kính thưa quý chuyên hữu, trong lịch sử Việt Nam có một câu nói mà đã đề cao cái danh dự của người Việt Nam trước cái âm mưu của người Tàu, đó là ông Trần Bình Trọng. Ông có hai câu thơ như thế này: chẳng thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương nước Bắc. Như vậy cái danh dự của một vị tướng lãnh trong quân lực ngày xưa của chế độ quân chủ, họ đã cho chúng ta thấy là cái danh dự nó rất là quan trọng. Để bảo tồn một đất nước, của tổ quốc thì hai cái chữ danh dự phải đặt lên hàng đầu. Và thưa Nguyễn Công Nguyên cũng như thưa quý vị, chúng tôi bàn đến cái trách nhiệm. Và khi nói đến trách nhiệm thì có thể một vị anh hùng mà dân tộc đều phải nhớ đến, tức là ông Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ông quên thù riêng, quên tất cả mọi chuyện về gia đình của mình. Ông lấy cái trách nhiệm của một người con dân Việt Nam đối với đất nước, và ông đã đứng lên cùng toàn quân ngày xưa ba lần đánh đổ quân Nguyên. Thì đó là một cái hình ảnh mà rất đẹp, mà chúng ta phải lấy cái đó làm gương. Về sau này, trong nước cũng như ngoài nước, thấy cái chữ trách nhiệm của một vị tướng như vậy, thì bây giờ không lẽ chúng ta là con cháu quên hai chữ đó. Thì Nguyễn Cao Nguyên có cái nhìn gì về chữ trách nhiệm trong quân đội Mỹ và đối với Việt Nam? Đồng ý với chú hoàn toàn. Đối với cháu, cái trách nhiệm thì vì thế cháu cũng hơi đồng ý đến cái cách xếp thứ tự của quân lực Hoa Kỳ, là nó lúc nào nó cũng đề cao đến cái trách nhiệm trước, rồi danh dự, rồi đến tổ quốc. Đối với cháu, cháu đồng ý với chú hoàn toàn là trách nhiệm của một người cá nhân là trong hay ngoài nước, là mình phải bằng mọi cách tìm ra những cái khuyết điểm, những cái điều hay, những cái điều xấu của mình, tìm ra những cái điều mình có thể hợp tác chung với nhau để mình cùng nhau bảo vệ danh dự và bảo vệ cái tổ quốc Việt Nam. Trong quân đội Mỹ nó rất là quan trọng cái chữ trách nhiệm. Trách nhiệm là lúc nào nó cũng là đặt là hàng đầu trong cái, nhất là những người trong quân đội. Mà chú cũng vậy. Cháu cũng bây giờ hai chú cháu mình đã nghĩa là tiếng Việt Nam nó kêu là mình đeo kiếm, mình khoác kiếm lên rồi, thì mình không có thể nào mà cái trách nhiệm của mình bây giờ có nhiều cách khác nhau. Trách nhiệm của mình không thể nào mình chỉ huy cầm quân đi dẹp giặc được, nhưng mà vì thế cái trách nhiệm của mình bây giờ là tìm cách làm sao nâng đỡ cho những thế hệ tương lai, thế hệ tiếp nối của mình. Chú hoàn toàn đồng ý với Nguyễn Công Nguyên, nhưng mà ngày xưa đó thì người ta cứ giao 6 chữ này cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì bây giờ tất cả những người Việt Nam trong và ngoài nước phải lấy cái chữ tổ quốc Việt Nam, danh dự của người Việt Nam và trách nhiệm của Việt Nam đối với đất nước để làm một cái gì đó thì cho dân tộc mình, để có một cái gì đó mà tất cả mọi người trong nước và nước ngoài, người Việt nước ngoài đều mong muốn khi nhìn về Việt Nam, khi nói về Việt Nam, đều được các thế giới họ đánh giá là cái dân tộc này họ đã áp dụng 6 chữ tổ quốc, danh dự và trách nhiệm trong cuộc sống của họ, thành thử ra cái chế độ tương lai của Việt Nam sẽ là một chế độ mà mọi người mong muốn và thế giới khâm phục. Thì Nguyễn Công Nguyên thấy rằng hai chú cháu mình đã nói lên một cái chủ đề tương đối là quan trọng đối với trong nước và ngoài nước. Thì thay mặt cho người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cảm ơn Nguyễn Công Nguyên đã hiện diện trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm, đây là ba cái chữ rất là quan trọng trong những việc mình sẽ làm trong tương lai. Xin cảm ơn chú đã cho cháu có dịp. Xin thật cảm ơn quý chiến hữu và quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chủ đề của chúng tôi là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Xin Thượng Đế phù hộ cho dân tộc Việt Nam. Xin đa tạ và xin hẹn quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới.